Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay anh Sơn Quỳnh giữ tượng sách xa xôi xuống tặng cho đàn cuốn mình một hộp nét ra, là trong đó mà là mình có 22 thành viên đã uống được một hộp có 6 viên hả? Vậy nhiều hộp là 22 đứa. Mỗi đứa là một viên, nhưng mà cũng có một số đứa chẳng như hai đứa là nó có nửa viên thôi, nhưng cả đứa này là 7-8 kg thì có nửa viên à, nên toàn bộ là hơn 10 kg. Không, cái này thì để ảnh lát cho ăn sao, dặn như bắt được lúc nào cho uống lúc đó. Anh đang quay em hả? Rồi, Xuân Quỳnh mến chào cả nhà ha, thì cũng chào trên cái kênh YouTube của Xuân Quỳnh đây luôn. Cả nhà cũng đã xem qua cái kênh của anh Tính Mập, thì thật ra mình thấy anh bắt ve mỗi ngày, anh chải ve và anh cạo lông tụi nó, thì nói chung là cạo tá lả sàn hầu hết đó, nói chung là đụng đâu thấy chỗ nào mà anh hầu như là anh cạo chỗ đó, cho nên bây giờ tụi nó lõm chõm hết, thấy tội nghiệp lắm. Rồi là ve, cả nhà thấy nó có hai cái loại, một cái loại mà con ve mà nó đỏ đỏ giống như con ve lửa vậy, trời ơi, thứ đó nó cắn thôi chứ cắn mà mình điên luôn á, mà nằm trong lỗ tai, trong những cái kẻ bẹn chân gì không, những chỗ độc không à. Thôi đừng bỏ lên anh, trời em dị ứng anh còn thả lên nữa. Rồi, cho nên đó là cả nhà thấy nó cắn nó đau, nó đâu có nói được, nó chịu đâu có nổi, sao mà ngủ nổi, mà nó cắn lông não ăn thua. Cho nên thì Xuân Quỳnh cũng được nhiều người cũng nói rồi, Xuân Quỳnh cũng vào xem cái kênh của ảnh, thì thật sự thì thấy là mình thấy mình rùng mình luôn á. Xuân Quỳnh nói tới mà nó còn nổi da gà luôn. Thì cái thuốc này bé tụi nó sẽ uống vô, thì bây giờ đến tối thôi thì nó đã bắt đầu phát huy tác dụng, thì qua ngày mai là tụi nó sẽ chết sạch. Cho nên thì anh cho nó ăn cái rau củ, thì nấu cơm trộn vô tăng đường ra nhiều hơn, giảm cái độ nóng này, từ cái thuốc này nó nóng dữ lắm, nó ăn đổ gàng ăn thua đó. Nhưng mà qua 2 ngày là hết, thì cái tác theo như Sơn Quỳnh thì có thấy thì cái thuốc này nó tác dụng tầm khoảng 3 tháng thì ok, nhưng mà cái môi trường của anh thì chỗ này nó ve là nhiều, từ cây cối nó nhiều thì anh cũng phải cần xử lý cái chuồng trại lại để cho tụi nó đỡ bệnh. Rồi thì cũng xin cô Trần hỗ trợ cho vaccine để tiêm cho các bé sau khi mà tụi nó đã qua cái đại dịch ở đây. Thì hiện tại bây giờ là anh còn tổng cộng là 22 đứa, trong đó là có 2 đứa nhỏ, 2 đứa nó chỉ uống 1 viên thôi, còn lại là tụi nó là lớn uống mỗi đứa 1 viên, có nghĩa là 20 đứa lớn 10 kg trở lên và 2 đứa dưới 10 kg, thì 2 đứa nhỏ thì uống mỗi đứa nửa viên. Thì hồi nãy thì cũng đã được uống cũng khá là nhiều, thì còn lại 3 đứa nó hơi cứng đầu thì Xuân Quỳnh để lại cho ảnh, để ảnh lo cho tụi nó. Và cái này là em nói anh nghe luôn, thì thuốc này là được cô Trần hỗ trợ, rồi tuần lễ sau bắt đầu mình tiêm vaccine ha, vaccine đợt 1 và cách nhau 3 tuần để tiêm đợt 2. Thì em sẽ đưa sổ xuống cho anh ghi tên tụi nó đầy đủ vô sổ luôn, để mỗi một đứa có một cái tên trên cái sổ luôn, rồi dán cái tiêm cái ngày giờ vô, ngày với cái hiệu vaccine vô luôn. Nhưng mà lần sau em xuống thì anh phối hợp chặt chẽ hơn chút, có nghĩa là anh sẽ cho các bé nó vô hết trong cái chuồng nhỏ đó, rồi ôm ra là chích từng đứa qua bên chuồng này, chứ còn kiểu này là thua thua. Với là thật sự nói em xin lỗi chứ em làm gì cái này em không thích, nó phải vô khuôn công nãy giờ xong lâu rồi mà anh đưa vậy, chó anh là tính ra là dễ đó, là nó ăn đó, còn nhiều con có khác anh thấy coi đấy, ba tê nó cũng không ăn, rồi là xúc xích nó cũng không ăn, để nó lừa những thuốc rớt ra là con khác bu vô đó, nó rất là khó luôn. Cho nên lần sau tiêm vaccine là anh cho vô hết cái chuồng nhỏ đó, bắt đầu là anh ôm ra em chích, xong anh bỏ qua đây từng con một, là nhanh gọn lẹ luôn, không thể nào mà chạy đâu được hết đó. Thì anh theo dõi cái phân tụi nó ha, trong cái tuần này anh theo dõi, rồi bắt đầu là ok là đúng tuần sau em xuống, thấy không? Để chích vaccine. Thì ba viên này anh nhớ cho tụi nó uống luôn, để cho nó đúng rồi quy trình của mình làm một lần vậy đó. Rồi, vậy thì anh có gửi lời cảm ơn tới cô Trần, thì gửi lời cảm ơn tới cô luôn. Đó thì em cũng xin cảm ơn cô Trần. Chưa cái mic đâu đây, mic đâu đây. Đặt cái máy anh quay góc này luôn đi, thấy luôn lúc luôn nè. Dạ, diêm bồ này có cái chân để luôn hả ta? Ngon ta. Chân bằng cái bít 114. Trời, lấy ha. Tự làm. Chứ giờ mình cho nó ăn cái mình đi để luôn, mình đi vòng vòng cái mình đâu có chứ. Sau khi cái video này tôi vừa đăng tải thì cả nhà an tâm, sẽ không còn thấy Tính Mập ngồi bắt con ve nữa hết. Lúc đó là Tính Mập là người khác, tắm rửa cho nó khỏe, bắt ve là hết rồi, không còn ve để bắt đâu, mai nó chết sạch.
ảnh nói tới mà ve nó bò lên tới trên giường như trong nhà luôn, cả nhà biết cái con ve lửa lửa đó đã đỏ đầu cái thứ nó trèo lên giường bà má đó, bên vua vô cái giường bà, tại bà nằm chỗ nó cắn luôn, nó cắn bà chửi luôn. Bởi vậy anh thần phải sạch khử khuẩn còn nhiều vôi được không? Xử lý thì rải vôi xong rồi bắt đầu cái sau một ngày tưới sạch sẽ lại chứ để nó liếm liếm mà nguy hiểm. Rồi xong rồi dùng cái bệnh điện đó rồi pha đó mấy cái chai gì mà vàng vàng là quá chất chuồng trại đó. Rồi phun lên rồi có một cái chai nữa là tập thị da. Nhưng mà anh thấy cái ve mà anh cạo lông mình xức cái xanh xanh không hiệu quả gì. Nó tại vì nó bị ghẻ mình phi một chứ hai ngày rồi. Thôi rồi là nó lại bị lại à, nó đâu thế nào hết được, chỉ có cái thuốc này em thấy là hiệu quả nhất. Cái này nó uống vô đây còn viên nhà hồi đó nó lên lụm luôn, anh cắt tử viên lại hình bắt trồng được nhét vô chứ không nó lụm lên giữa viên này nè đó. Cho nên là thấy ảnh ngồi ảnh bắt ve mỗi ngày, trời ơi ngồi cả ngày cả 2-3 tiếng luôn á, bởi vậy nó không hiệu quả. Bây giờ anh phải xin mạnh thường quân hỗ trợ cho anh để anh giết từ bên trong, chứ bây giờ anh ngồi anh bắt vậy thì làm sao mà hiệu quả được. Mà ví dụ như nó bị bệnh cắn ký sinh trùng máu một con hai con thôi là thấy ra bao nhiêu tiền đây cả bầy luôn á, thì bởi vậy ra biết bao nhiêu tiền. Thật ra anh còn 22 bé thì nó tốn một hộp được 6 viên, nó có 4 hộp thôi, đó là mình đã đủ việc cho tụi nó được hộp 800 mấy à. Cho nên là thật ra mình bỏ số tiền vậy nhưng mà mình cho tụi nó làm hết một lần vậy nó đỡ biết bao nhiêu, chứ còn không nó bệnh một cái thôi là nó lây ra một cái anh thấy nó tốn tiền ghê hồn không đó. Thì còn gấu với lại sói bây giờ là ok hết rồi, mới lụm sáng nữa nè, tụi nó thì ngon lành hết rồi. Mới lụm sáng giờ để nhóc da nè, quá trời thôi. Ồ thôi anh để xuống đi, anh đừng mà em diễn quá trời quá trời, nó bò đầy người luôn. Mới bắt sáng về luôn nè, mới lụm ở ngoài đường sáng nè, họ nó chết hết à. Quên cái này ăn rồi, ăn chút xíu họ chết hết à. Cho nên là anh cần phải xử lý bớt cái chuồng trại của anh, giờ dắt mấy cái này lên chắc cá đầy hết quá, kẻ nó ngào đúng không? Mà bây giờ nó thấy bò, nó bò kìa, anh coi nó bò ngay cái phi luôn kìa, có nhiều lắm, hổng là quét là nó không thấy luôn, nhưng mà mình xịt vô qua quá chắc cái nó chết, hiện lên à. Nó hiện lên nó nằm xỉu lạnh luôn, trời mấy kẻ mình sao phát hiện sao mình nói nổi gà, ảnh ngồi mà ảnh banh cái lỗ tai ra cả gà nó bu cục đang thu rồi luôn nè, ảnh lấy cái lược á anh khựa vậy nè, cái nhẹ cái hả, khựa vậy nè mà nó lên về giống như cái xe mà ủ đất vậy đó, tưởng tượng vậy đó. Bởi vì anh cạo tụi nó hả, tôi lưa hết trơn luôn, bởi xong mình thấy nó tội nghiệp, nó tranh thủ giờ không cạo không được thì bởi vậy. Rồi thôi ngày mai là tụi nó tối nay là ngủ ngon rồi, giờ đến chiều nó thấm thuốc rồi tụi nó cắn vô là tụi nó đi hết à, nó chết khô hết. Anh nhớ cho thằng rau với 3-4 con chưa ăn thì anh nhớ và xử lý nha, trời nó ok luôn. Coi còn đó không? Còn đó. Rồi anh thấy từ từ nha. Anh tới sự nó phóng đi. Rồi. Mấy đứa này nhỏ chứ nó bay qua hàng rào cái mỏ mà nó lên cái gì là nó trèo qua. Rồi tuần sau chích vaccine nhớ nhốt vô đó nha, để cho anh em mình nó phối hợp cho lẹ ha. Rồi em còn đi nữa chứ còn kiểu này thì nó mất thời gian. Chậm trễ thời gian của mình. Hồi á anh bắt một hai con là nó chạy tùm lum mà. Nó không còn nó biết rồi, nó khôn lắm. Rồi vậy thôi mình kết thúc thôi, anh coi gửi lời cảm ơn tới cô thì em nói thôi. Thì cũng cảm ơn cô Trần đã quan tâm giúp đỡ cho đàn cuốn của Tính Mập thoát khỏi cái đại dịch ve. Nói chung là nó nhiều quá, em bắt ô không có nổi. Đó là xin phun cái dung dịch ở ngoài nó rồi chết tạm thời thôi, chứ những cái đàn khác nó nằm ở dưới nó lên cũng dính vô nữa hết à. Cũng ở đâu kẻ đất lên chích nữa ăn trời đúng lưng nhỏ luôn. Thì cảm ơn cô Trần rất nhiều, thì cũng Tính Mập cũng ráng cố gắng hết sức để chăm sóc tụi nó sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Tuần sau nữa là bắt đầu mình sẽ xin cô hỗ trợ cho vaccine để mình chích cho tụi nó luôn. Cảm ơn cô Trần rất nhiều, thì chuẩn bị tiêm vaccine cho thằng cuốn, nói chung là để cho nó khỏe, nó sống đời với mình thôi. Chứ nếu mà không tiêm thì dễ bệnh lắm, bệnh thì chữa khó rồi mà lành, hên thì lành chứ mà không hên là nó lành à. Với lại có một cái người mạnh thường quân tên là Tự Hàm hay là cái gì, cái Tịnh Hàm hay gì đó, Lý Tịnh Hàm thì phải, xin mình xin phép và đọc cái tên họ tên, hình như là Tịnh Hàm gì, có xin số tài khoản của anh, có kết bạn để xin số tài khoản của anh, nhưng mà là rất là nhiều lần nhưng mà chưa có chấp nhận cho người đó. Người đó có nhắn tin với em là họ muốn giúp anh để mà phụ với anh đó, thì anh coi cái người đó ở trong cái kênh của anh thì như thế nào đó là Tịnh Hàm đó, phụ với anh để coi cho các bé, chị cũng có nhắn với em là nói với anh như vậy đó.
khi xuống với anh thì nói giùm anh là cái người đó là muốn phụ giúp với anh chứ không phải là ấy gì gì nọ, mà chưa thấy anh đồng ý vấn đề đó ha. Rồi vậy xin mình cũng con cũng xin cảm ơn cô Trần và cảm ơn tất cả các cô chú anh chị trong ngoài nước đã luôn yêu thương Xuân Bình cũng giống như Tính Mập đây, đồng hành để lo cho các bé có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Xuân Bình xin phép khép lại cái video này và đi đến chỗ khác nữa. Xin chào cả nhà mình, kênh của Xuân Bình và cũng giống như kênh của anh Tính nha. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cô Trần và tất cả cô chú anh chị gần xa giúp đỡ Tính Mập rất nhiều. Xin chào. Yeah. Tụi nó sẽ có giấc ngủ ngon rồi, cả nhà an tâm ha. Không còn thấy cái cảnh mỗi đêm mỗi ngày lúc sau lúc sau. Ngon lành rồi. Rồi anh nhớ cho tụi nó uống đúng định kỳ luôn nha. Dạ dạ. Xử lý nó luôn đi. Ok. Bây giờ đi chỗ khác nữa. Ủa, uống nước dừa đi Quỳnh. Uống đây này, em mới uống. Đang bệnh luôn rồi. Không dám uống luôn á. Bệnh uống nước dừa đúng phải không? Biết, cảm kẹo. Cảm hết. Tụ cái áp rồi đó. Cảm dừa là tụt luôn. Không, em tụ cũng áp, không phải cứ tụ quá. Người đang cảm, đang đau cổ. Đau cổ là phải đi xét nghiệm đó. Chích mũi 4 chưa? Mũi 2 à? Đang mũi 2 à? Lâu rồi. Em có hai mũi với nhiêu? Thầy hổng không chích cái nó không chích và nó không xác nhận. Chỗ quan tâm. Nó giờ bị thì mình ấy thôi. Ủa quên nó gì chưa tắt nữa. Thôi xin chào. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ Tính Mập trong thời gian qua. Thôi xin chào nha.